Aaron, do you have any video ideas? What about a Vietnamese K-pop song? A Vietnamese K-pop song? Yeah, what do you reckon about that? I'm just trying to imagine what it would look like. Em ơi, em có, em có bao giờ nhớ anh không? Tại, tại anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn yêu em. Em ơi, mỗi ngày anh dậy lên, anh suy nghĩ em có yêu anh không hay là em chỉ muốn dậy gì gì. Oh, Saigon tối nay lạnh quá, tại em không có ở đây với anh. Oh, anh nhớ em nhiều lắm. Hey em, bây giờ tình yêu của mình đã hết rồi, tại vì em nói em muốn làm bạn thôi, nhưng mà anh không có cơ hội để nói em xin lỗi. Tại sao em muốn anh sống một mình? Tại sao em muốn anh bị bực mình? Giờ này anh muốn lại gần em, lại đây cho anh xem. Oh, anh chỉ là một người Việt kiều, anh không nói được tiếng Việt nhiều. I might have to switch it up for a minute, get in your feelings, call me Billie Eilish. Yeah, girl, boy, join in your area, come around, give you mass hysteria. My love for you is so true, you look so good when you're down, that's so true. Anh yêu em nhiều quá, baby. Em lại đây anh muốn em với anh tối nay, baby. I need you so much, my girl, please don't leave me. I'm so hungry for your love. Girl, I might not look like the ideal K-pop idol, but my mom says that I'm pretty handsome and she's a pretty smart woman, so you better listen to her. Wait, Aaron, who are you talking to? I'm on the phone with you at the moment. Wait, what? Yeah. Are you serious? Wait, you're on the phone the whole time? Yeah, bro, the girl left like 5 minutes ago. Wait. Nah, that won't work. We'll just get roasted in the comments. Yeah, I reckon that's true. Yeah. I reckon we need to go with another idea. Yeah.